LTK Bonsai xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu clip này tại điểm bán cây kiểng của Thành Triệu ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Rồi hôm nay về cái gì Triệu ơi? Mến chào quý cô chú anh chị. Hôm nay Triệu có về Kim Quýt, Nguyệt Quế, Linh Sam 86, Khế Chua và Bông Trang với nho thân gỗ thường để giao lưu với cô chú anh chị mình nha. Đó, đây là cây kim quýt đầu tiên số 1C. Cô chú anh chị mình có chốt thì để số 1C giùm em nha. Đó, rất là quái luôn cho cô chú anh chị mình nha. Tai chi quái nhạo, cây này là trên già tuổi lắm rồi nha cô chú anh chị mình nha. Đây, để em đo thông số cho cô chú anh chị mình đều biết. Chiều cao lên là 65. Tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 80. Đó, tai chi quái nhạo tứ diện đều hết trơn luôn. Kim quýt đế là rất đẹp luôn nha. Rồi nó hoành đi. Thân chậu đảm bảo 100% cho cô chú anh chị mình luôn. Đây, em đo cái hoành tại vị trí này luôn là 19 nha. Rồi. Đó. Có trái chưa? Dạ có trái anh. Cái này về cô chú anh chị mình bấm đọt tỉa sơ lại giùm em nha. Đó, này là thiên nhiên lâu lắm rồi em không có tỉa sơ lại. Đó. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2,2 triệu. Em bao phí ship toàn quốc nhưng mà chúng em không ship chậu nha. Không ship chậu cho cô chú anh chị mình được nha. Đó. Số điện thoại của em là 0898997764. Đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây tới bông trang nha. Em có còn mấy cây bông trang hồng phấn lá nhỏ để giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Cái này trồng ban công sang nhà được rất là đẹp luôn nha. Này là loại siêu bông. Cao lên là 57. Tán ngang là 37. Cái này em bán cây nha, có giá rất là mềm. Đó, một gốc nhưng mà bốn thân. Một thân của nó là khoảng cái chừng 6-7 thôi. Đó, nhưng mà một giá là 250k, bao phí ship toàn quốc luôn nha. Số điện thoại của em là 0898997764, đó là số Zalo và Facebook luôn. Kéo cây số 8 ra cùng đứng diện. Đó, đây. Tới cây số 3C. Cô chú anh chị mình có chốt thì để chữ 3C giùm em nha. Cho em biết nha. Đó, cao lên là cũng khoảng cỡ 50. Tán ngang là khoảng cỡ 30-40. Con bông lá gai ha. Dạ, đúng rồi, 38. Này là chuẩn bị lên bông lá gai. Củ đế rất là đẹp luôn nha. Nhưng mà hoành thân của nó thì khoảng cỡ 6 hoặc 7 trở lại thôi. Đó, 3C cũng là 250k, bao phí ship toàn quốc luôn. Đó, để em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0898997764, đó cũng là số Zalo và Facebook. Đây tới cây 4C. Cao lên là 67. Tán ngang là 49. Đó, cây 4C. Đây, hoành thân này là khoảng cỡ chừng 6-7-8 thôi. Đó, cũng có giá là 250k. Cây 4C cũng là giá 250k, bao phí ship toàn quốc luôn. Đó, đây. Đây là tới cây 5C. Đó, rất là đẹp luôn nha. Mấy cây này là cô chú anh chị mình để ban công sân nhà được rất là đẹp luôn. Màu hồng phấn nha. Cao lên là 48. Tán ngang của nó là 45. Đang chỗ nụ rất là nhiều. Hồng phấn, siêu bông. Đó, đây. 5C cũng có giá là 250k, bao phí ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn. Đó, 5C cũng là 250k, bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đây, tới em có mấy cây nho thân gỗ. Nho thân gỗ này loại thường nha cô chú anh chị mình nha. Đó, còn hai cây để giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Đó, cây 6C. Chiều cao lên là 140. Tán ngang em đo tàn hạo thôi nha. 87. Đó, nho thân gỗ thường, cây này khoảng trồng khoảng cái tầm 2 năm nữa mới có trái nha cô chú anh chị mình nha. Đó, tầm khoảng cái 2 năm nữa mới có trái. Khi mà có trái rồi thì nó cũng có rất là giá trị hơn là cây nho thân gỗ tứ quý nha. Hoành chỉ có 8 thôi. Đó. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1 triệu bao phí ship toàn quốc luôn nha. 1 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đây, tới cây số 7 cũng là nho thân gỗ. Đó, loại thường. Tầm khoảng cỡ 2 năm nữa mới có trái nha cô chú anh chị mình nha. Cái nào em nói trước có sao em nói vậy nha. Cao lên cũng là 140. Tán ngang của nó là 60. Đó, hoành này khoảng cỡ 9-10 thôi. Đó, hoành này là cỡ 9-10 thôi nha cô chú anh chị mình nha. Đó, nhưng mà rất là dễ trồng, rất là dễ sống nha.
Rồi, đó, cây ngô này bao nhiêu? Cũng tầm là 1 triệu em bao phí ship toàn quốc luôn. 1 triệu bao phí ship toàn quốc cho chú chị mình luôn. Rồi xuống. Đó. Số điện thoại của em là 0898 997764, đó là số Zalo và Facebook luôn. Đó. Đây, tới em có hai cây linh sam 86. Đây, cây 8C. Đó. Cái này là chuẩn bị lên bông nha cô chú chị mình nha, tại cái chậu nó hơi nghiêng, bởi vì cái cây nó hơi nghiêng nha cô chú chị mình nha. Cái cây đứng rất là đẹp luôn. Cao lên là 83. Dáng bay của nó luôn là 116. Đó, chuẩn bị lên bông nha, đang tạo nụ rất là nhiều. Mình bông này thì nó dễ lấy bông lắm, cô chú chị mình bỏ nước đó thôi là nó sẽ vàng hết lá luôn, rồi xong rồi nó sẽ đơm bông lên nha. Đây, để em qua đo thông số luôn. Hoành là 18. Đây, của chú chị mình xem giùm em nha. Hoành là 18. Đó. Cây này có giá là 1 triệu rưỡi, em bao phí ship toàn quốc cho chú chị mình luôn. Cái đó kìa kìa. 1 triệu rưỡi bao phí ship toàn quốc luôn. Đó. 1 triệu rưỡi bao phí ship toàn quốc cho chú chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0898 997764, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn nha. Em ở tại khu vực Hòa An, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. À, đây, tới cây 9C. Cây 9C cũng là linh sam 86 luôn, gốc rất là bự luôn nha. Chiều cao lên là 87, tán ngang tàn của nó luôn là 90. Đó, tàn lớn nhất của nó luôn. Gốc rất là đẹp luôn nha cô chú chị mình nha. Để nôm luôn. Đây, em đo tại vị trí này nha. Đó, tại vị trí này luôn là 28. Đó, cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em. 28 nha. Đây, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mà luôn, có giá 2 triệu, em bao phí ship toàn quốc luôn. Nhưng mà chúng em không ship chậu nha cô chú anh chị mình nhất nha. Cái bàn quay đây đi. Không có ship chậu được nha cô chú anh chị mình. Tại vì nếu mà ship chậu lỡ có bể thì cô chú anh chị mình nhất cái bàn quay xích lên. Ờ, ngay đó đó, ngay đó. Giùm em. Cái bàn quay nhỏ đâu? Bàn quay nhỏ để nó đi, lỡ cái này. Ở cái này anh đứng đây. Tới cây số 10C là nguyệt quế lá chung bông chùm. Đó, nguyệt quế lá chung bông chùm, hàng bao đẹp luôn nha cô chú anh chị mình nha. Tay chi ngoái nhạo luôn. Đó. Em đo chiều cao nha. Cao đó là 150. Tàn lớn nhất của nó luôn là 125. Đó, cây rất là già. Nhưng mà tại vì dáng lông tay chi ngoái nhạo, rồi bởi vì cây nó không có lớn nổi nha cô chú anh chị mình nha. Đó. Đây, hoành là 22 yếu một chút. Tính 21 thôi. Đó. Đây, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2 triệu tư. 2 triệu tư em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. 2 triệu tư em bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi, lẻ bằng quay đây nè. Đó, xuống đây nè. Số điện thoại của em là 0898 997764, đó là số Zalo và Facebook luôn. Đây. Mấy cây này là cây nào cũng đứng thẳng đẹp lắm luôn nha cô chú chị mình nha. Nhưng mà tại vì chúng em bứng cái bầu nó hơi nghiêng, chứ thật sự cây đứng đẹp lắm. 11C. Đem đo chiều cao luôn. Cao lên là 160. Tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 140. Nguyệt quế lá chung bông chùm, tai chi ngoái nhạo, dáng lông lắc lượng rất là đẹp. Đó, đảm bảo lá chung bông chùm, bao ship bao lá chung luôn nha. Đó. Đây, để em quay một vòng, em sẽ qua bên đây đo thông số cho cô chú chị mình được biết nha. Đây, quanh đó tại vị trí này luôn là 20. Rồi, đó. Wow. Đây, rất là đẹp luôn nha cô chú chị mình nha. Đây, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2 triệu 7. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn. 2 triệu 7 bao phí ship. Kéo các bạn quay lên 1 mét. Số điện thoại của em là 0898 997764, đó là số Zalo và Facebook luôn. Đây, tới cây 12C. Cũng là nguyệt quế lá chung bông chùm. Đó, chiều cao. Cao lên là 150. Tán ngang là 132. Đó, cây rất là đẹp luôn nha. Dáng lông tai chi lắc lượng. Tuy thân nó nhỏ nhưng mà tai chi nó rất là lớn.
Đó, cô chú anh chị mình cứ trồng để thẳng cây lên giùm em. Đây. Quay chậm chậm đấy. Để em đo hoành luôn nha. Đây. Hoành đo tại vị trí này luôn là 19 nha. Rồi, quay. Hoành 19. Đây, hoành cây 19. Này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 2,4 triệu. Bao phí ship toàn quốc. Đó. 2,4 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0898 997764, đó là số Zalo và Facebook luôn. Đây, tới cái cây 213C. Chiều cao lên là 150. Tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 140. Đó, cây cụ đế rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đây. Đo tại vị trí này luôn đi. Đây, cái cũ này là đo tại cái cũ này là 30 nha. Đó, cũng có giá là 2,3 triệu. Em bao phí ship toàn quốc luôn. 2,3 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Đó, 2,3 triệu bao phí ship toàn quốc luôn. Đó. Đây, tới cây 14C. Cũng là nguyệt quế lá chung bông chùm luôn. Cao lên là 150. Tán ngang là 145. Đó, cây 14C. Đây. Hoành đo tại vị trí này luôn là 18. Hoành là 18 nha. Đó, đo chỗ nhỏ nhất luôn. Đó, rất là đẹp luôn nha. Có giá là 2,3 triệu. Em bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn. 2,3 triệu bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đó, tới cây nữa được rồi anh ơi. Cây nữa được rồi. Đây, 2,3 triệu bao phí ship toàn quốc luôn. Ở cây này nữa thôi được rồi. Đây, tới cây 15C. Cao lên là 145. Tán ngang là 130. Nguyệt quế lá chung bông chùm. Đó, cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em nha. Có giá rất là mềm luôn nha cô chú anh chị mình nha. Đó, đây. Hoành đo tại vị trí này luôn là 20. Dạ. Đây, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2,2 triệu bao phí ship toàn quốc luôn nha. Rồi anh quay ra đó đi, em đứng trong này được không? Đứng ngoài cho. Đây, tới cây khế chua nha. Đó, cây khế chua nha cô chú anh chị mình nha. Chiều cao lên là 150. Đó. Đây. Hoành thân là 107. Nè, xây cái này. Xây cái góc cái này. Lẹ đi. Đó, trời mưa rồi nha. Đây. Nồi đế của nó là khoảng 250 nha. Đó, cũ đạt luôn. Cây 19C nha. Đó, cây 19C nha cô chú anh chị mình ha. Em đo đường kính bầu đi. Ngang của nó luôn là 80. Chiều dài cái bầu này của nó luôn là 106. Đó. Thân này của nó luôn đêm đâu, thân này thử coi. Thân này của nó luôn là 110. Đó, tới đây nha. Đó. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Có giá là 14 triệu em bao 200 km. 14 triệu bao 200 km nha. Đó, 200 cây số. 14 triệu em bao 200 cây số. Thanh chịu xin trân trọng cảm ơn các cô chú anh chị mình đã ủng hộ clip LTK Bonsai. Thanh chịu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.